Dung Audi ô tô Cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị chiếc Fortuner máy dầu số sàn 213. Xe được sản xuất 2013, bản số sàn máy dầu Fortuner G. Hiện nay đang được chào bán với giá là 725 triệu đồng ạ. 725 triệu đồng cho một chiếc Fortuner G máy dầu số sàn, sản xuất 2013. Xe zin toàn xe, cực đẹp luôn ạ. Đây là nội thất của chiếc xe. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím, điều hòa và màn hình chưa được lên màn hình, nhưng mà đây là có đầu CD. Màn hình là ở trên gương ạ. Màn hình camera lùi trên gương. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 725 triệu đồng cho một chiếc Fortuner máy dầu số sàn, sản xuất 2013. Fortuner G số sàn máy dầu sản xuất 2013 đang được chào bán với giá là 725 triệu đồng. Xe cực đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy táp lô, táp ly đây ạ. Táp lô, táp ly, keo chỉ, zin đét. Táp lô, táp ly, keo chỉ, zin đét các bạn nhé. Xe cực đẹp luôn ạ. Xe hiện nay đang được chào bán với giá là 725 triệu đồng. Fortuner G máy dầu sản xuất 2013. Máy dầu số sàn xe các bạn có thể nhìn thấy đẹp, nét thì nét luôn ạ. Các bạn nào có chuyên môn thì xem xe xem hộ mình, keo chỉ zin đét luôn. Đây ạ, các bạn có thể xem mình quay kỹ khoang máy và quay kỹ từng chi tiết máy cho các bạn xem ạ. Chiếc Fortuner G sản xuất 2013, số sàn máy dầu, hiện nay đang được chào bán với giá 725 triệu đồng ạ. 725 triệu đồng cho một chiếc Fortuner G máy dầu số sàn ạ. Các bạn nhìn thấy xe cực đẹp luôn. Zin đét này, zin từng con ốc nhá, xe zin từng con ốc các bạn nhé. Đang được chào bán tại Dung Audi ô tô Cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Cơ sở thứ hai là chợ ô tô Bixi, thành phố Hải Dương. Nhà mình có hai cơ sở. Cơ sở thứ nhất là tại Dung Audi ô tô Cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Hotline 0855 966 966. Và cơ sở thứ hai là chợ ô tô Bixi, thành phố Hải Dương.
các bạn có thể xem xe tại một trong hai cơ sở trên ạ. Hai cơ sở này cách xa nhau không xa lắm ạ, chưa đến một cây số ạ. Hai cơ sở buôn xe này là của hai anh em, cho nên là các bạn xem xe ở đâu cũng được ạ. Chiếc xe này hiện nay đang có mặt tại Dung Audi ô tô Cú Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, với giá 725 triệu đồng cho một chiếc Fortuner G. Số sàn máy dầu, xe zin 100%, zin từng con ốc. Các bạn có thể xem xe, chạy thử, test xe trực tiếp tại Dung Audi ô tô Cú Hải Dương, hotline 0855 966 966 ạ. Xin cảm ơn quý vị. Các bạn hãy đừng đã quên đăng ký kênh của Dung Audi ô tô Cú Hải Dương bằng bấm vào nút đỏ. Và sau khi bấm vào nút đỏ, nó sẽ hiện lên quả chuông, các bạn bấm vào quả chuông ạ. Để mỗi lần Dung Audi ô tô Cú Hải Dương đăng video clip mới về những chiếc xe mới về, hoặc là live stream trực tiếp, thì các bạn sẽ được nhận được một cái thông báo rằng Dung Audi đang live stream trực tiếp, hoặc Dung Audi vừa đăng video clip mới ạ. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị những điều gì tốt đẹp nhất. Chúc quý vị thành công. Xin chào quý vị.